Ok, và hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Ender. Hôm nay mình sẽ review một cái add-on do mình tự làm. Mình đặt tên đây là, mình đã lập trình xong cái add-on này. Mình đặt tên add-on này là bom nguyên tử nhá. Và đây mới là phiên bản 1.0 của cái add-on của mình thôi. Còn những phiên bản khác thì các bạn cứ đợi đi, mình vẫn chưa làm xong. Mình mới làm thử nghiệm thôi và vừa đốt xong hai quả và nhìn trông nó khá là chuối. Vì sao? Và như các bạn đã biết thì bom nguyên tử là một quả bom có sức sát thương rất là lớn. Và hệ quả của nó thì để lại rất là lâu. Hệ quả của nó đấy. Và khỏi dài dòng văn tự nữa, bây giờ mình sẽ đốt cho các bạn thử ngay một lập tức một quả thôi. Chỉ một quả thôi nhá. Thì mình rất là sợ quả bom này. Đấy, các bạn nhìn này. Rồi, rồi, nổ đi. Rồi. Mình mà đứng gần quả đấy là crash máy luôn. Đó. Hệ quả của nó đâu chính là những vụ cháy nó có thể lan ra đến rất là xa. Đấy, đấy. Các bạn thấy một vụ cháy lan ra rất là xa. Ở giữa thì nó vì vụ nổ ở trong Minecraft P thì nó sẽ có một số giới hạn nhá. Nên nó sẽ không, lúc đầu mình thử làm trái 500 rồi. Quả này mới có nhân 150 thôi nhá. Lúc đầu mình còn làm quả nhân 500 cơ. Và cái lỗ của nó còn khủng hơn thế này rất là nhiều. Rồi và bây giờ mình sẽ thử nghiệm quả bom này ở thế giới đi em xem nó có thể giết chết được cái con rồng Ender quần què này không nhá. Đó, con rồng Ender nó ở tít đằng kia kìa. Mình sẽ đợi nó lại gần đây một tí, mình đốt. Thôi đốt luôn đi. Tí không giết được thì mình sẽ đốt quả thứ hai. Ơ, đục 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 đục. Oh shit. Đó. Và như các bạn đã thấy thì con rồng vừa dính một quả đã tèo luôn rồi nhá. Rất là kinh. Và các bạn cũng có thể thấy cái sát thương của nó. Nổ một phát mà các bạn có thể thấy là không còn một cái pha lê Ender nào cả. Không còn một cái pha lê Ender nào còn tồn tại cả. Ok. Đó. Ngoại trừ cái cổng dùng để kết thúc ra. À, cái cổng để trở về thế giới bình thường ra thì các bạn có thể thấy không còn một cái cổng nào luôn. À, không còn một cái Ender nào xung quanh ở đây nữa. Cái pha lê Ender đấy. Tên của nó là pha lê Ender nhá. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Đó, pin rồi, mỗn quả. Và đây là một cái quả bom cháy nhá. Một quả bom gây cháy. Không phải bom thường. Nó bom cháy. Mình đã thử đốt một vài quả rồi. Và mình vẫn chưa lập trình xong cái resource pack nhá. Đó, và như các bạn thấy, vụ nổ nó ra lan ra rất rất xa, rất rất là xa luôn. Ở trong bán kính 150 block cơ. Đấy, bây giờ mình đốt ở đây và mình chạy. Quả nữa, nổ đi. Đó. Và đặc điểm của cái quả bom này nhá là các bạn đốt một cái nổ luôn, chứ nó sẽ không đợi phải xì rồi nó mới nổ. Đấy là đặc điểm của quả bom này. Đó, các bạn đốt một cái nó nổ ngay lập tức. Ok. Vì thế nên mình phải đốt một ngọn lửa bên cạnh nó cho nó cháy chậm, chứ các bạn mà đốt thẳng vào thì thông cảm là bị crash luôn. Ok. Và cái video này của chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất và cũng như để ủng hộ mình. Ok, bye bye. 3, 2, 1, go!